Em Đức Gà xin chào các bác cùng toàn thể anh chị em nhá. Đây, hôm nay em quay cho mọi người xem một quy trình em Đức bán gà đây ạ. Giá chuyến này thì cũng không thấp, nó tương đối là trầm trầm. Mà bán cho em Đức này thì vẫn không bao giờ lỗ được các bác nhá. Đấy, nhiều người nuôi chăn nuôi ấy, cứ kêu là lỗ mới lãi, phải tìm đầu ra khó. Thì đây hôm nay mọi người xem cái video bán nhà của em để mình tham khảo. Đầu ra nó rất là ổn định mọi người nhá. Đấy, thợ vào bắt gà như kiểu là đi hội ấy. Rất là đông. Còn em bán cái này 2.000 gà trong vòng 3 tối là hết. Dễ mất gà. Trước bà đưa nhà con cần xong bấy nhiêu lần. Đấy, các bác thấy ban ngày mà thợ lục tục vào họ bắt như thế. Không, nó không hề khó khăn một chút nào cả. Mình cứ nuôi con gà nó đẹp để thợ người ta vào, người ta còn phải tranh nhau vào người ta bắt, chứ còn nuôi để người ta vào người ta nhìn con gà xong người ta quay đi thì nó rất là khó. Nên mọi người chăn nuôi thì lưu ý mình bổ sung một kỹ thuật nó cao lên để mình nuôi được con gà, mình bán nó dễ mà nó được giá. Chứ nhiều người kêu nuôi gà bán gà bị lỗ. Đây em nuôi trong cái thời điểm này giá gà cũng tương đối là thấp, nhưng mà em nuôi không bao giờ có chuyện lỗ được. 1.000 gà vẫn ổn định được bình quân, nếu mà mình có xuống giá một chút thì mình vẫn dao động được 30 triệu trên 1.000. Trong cái thời điểm giá nó ổn định ấy, thì mình được 45 đến 60 triệu trên 1.000. Thì nó tùy thời điểm. Họ vào bắt gà và nhìn gà cái là người ta gọi. Gọi thêm thợ đến người ta bắt thôi. Đấy, các bác nhìn con gà thì các bác biết. Nuôi được con gà nó đã vất vả rồi. Mọi người không nuôi tốt, đến lúc sau không bán được thì rất là mất công, mất lại cả tiền bạc nữa. Rồi, video của em hôm nay tương đối là ngắn. Em chỉ quay cho mọi người biết cái quy trình mua bán gà. Mọi người xem video của em mà thấy hay thì em xin một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ giúp em nhé. Em xin cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người ở một video tiếp theo của em.